tổng số tiền thiệt hại của em bây giờ mà Lương chiếm đoạt và lừa đảo lên tới hơn 600 triệu. Với cái số tiền vé của em này và của bạn bè nhờ em đặt vé này là hơn 400 triệu. Đã có hàng chục lao động Việt Nam tại Nhật Bản được cho là nạn nhân của vụ lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ. Số tiền thiệt hại ước tính cũng lên tới nhiều tỷ đồng. Theo nội dung đơn tố cáo, bà Lương giới thiệu là giảng viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, có nhiều quan hệ nên có khả năng mua vé máy bay giá rẻ cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Chị Dương chị đã lấy hết lòng tin của mình rồi, thì lúc ấy chị mới nhờ mình là bán vé máy bay cho chị để chị trả phần trăm hoa hồng cho mình, phần trăm hoa hồng 7,5%, có vé chị bảo 10%. Với cam kết trả hoa hồng từ 7,5 đến 10%, bà Lương đã tạo được một mạng lưới khách hàng đông đảo tại Nhật. Thậm chí, một số lao động còn đứng ra thu gom danh sách mua vé cho bà Lương. Điều kiện bà Lương đưa ra để khách hàng có được vé giá rẻ là người mua phải chuyển hết tiền cho bà Lương trước đó vài tháng. Thế nhưng, bà Lương đã lợi dụng chính sách đặt vé giữ chỗ trong vòng 24 giờ để lấy cốt vé chuyển cho khách hàng làm tin. Còn thực tế thì không một đồng tiền nào được xuất ra để mua vé. Vậy nên, nhiều người mới tá hỏa khi ra đến sân bay mới phát hiện mình không có vé. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, các nạn nhân đã phải nhờ người thân tại Việt Nam đến nhà bà Lương để tìm hiểu. Thế nhưng, chỉ nhận được một thái độ không hợp tác. Tôi cũng biết cái sự việc này, không muốn biết là giải em quyết thì em sao. Là việc đấy phía trên nào, nếu như cần là việc đấy em lại phường. Theo luật sư, với thủ đoạn lợi dụng niềm tin của khách hàng, chiếm đoạt tài sản có thể cấu thành tội lừa đảo và bị xử lý hình sự. Hành vi này theo quy định của Bộ luật hình sự thì đã cấu thành vào cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, các luật sư cho biết việc xử lý những đơn tố cáo như thế này trở nên phức tạp và kéo dài bởi điều kiện địa lý xa xôi khi hầu hết các nạn nhân đều đang lao động ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, giao dịch giữa hai bên chỉ thể hiện là các giấy tờ viết tay để vay tiền, không thể hiện rõ mục đích vay, mà đối tượng là bà Lương hiện lại không hề bỏ trốn hoặc thoái thác nghĩa vụ trả nợ, nghĩa là chưa đủ hành vi cấu thành tội lừa đảo.